Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Bây giờ là thí sinh có chỉ số giảm cân thấp nhất tuần vừa qua, thưa quý vị. Ở tuần trước thì bạn có được cái chỉ số giảm cân khá là cao và bạn cũng được giám khảo khen ngợi rất là nhiều về phần chuyên môn. Nhưng mà tuần này thì bạn đã nằm ở vị trí cuối bảng. Hy vọng là cái chuyên môn của bạn vẫn giữ được cái phong độ để có thể chinh phục ba vị giám khảo một lần nữa. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Nga Nguyễn. Thực sự đây là một trong những cái buổi tập kinh hoàng nhất kể từ khi bước chân vào chương trình. Việc khó khăn nhất chính là phần nhảy dây. Nga chỉ nhảy được khoảng 45 giây thôi và Nga đã phải nghỉ ngay. Cảm thấy rất là quay cuồng đầu óc và cảm thấy rất là khó thở. Thực sự là muốn dừng lại rồi nhưng mà có một cái mà thôi thúc trong mình là mình không được bỏ cuộc. Vì huấn luyện viên nói rằng là nếu như hoàn thành cái bài tập buổi sáng ngày hôm nay thì bạn sẽ giảm được 1 đến 3kg và đấy là một trong những hy vọng rất là lớn. Chính vì vậy mà Nga đã rất cố gắng để tận dụng từng giây từng phút một trong cái buổi tập sáng nay. Bản thân Nga cũng cảm thấy rất rõ rệt việc mà mình thay đổi về thể trạng cũng như là sức khỏe. Tuần vừa rồi với Nga là một bài múa tốt ấy. Có quá nhiều cái áp lực trong quá trình tập. Bản thân Nga cũng đã hiểu rất là rõ rằng cái bài của mình như thế nào. Em nhớ mẹ nữa. Đây chính là ngày sinh nhật của mẹ. Mẹ đã phải trải qua một cái cuộc phẫu thuật. Một mình không có ở nhà với mẹ được ấy. Mẹ chờ con sẽ trở về trong một hình dáng khác đẹp hơn. Mẹ bảo trọng nhé. Và tới bài thi cuối cùng thì chúng ta không còn gì để bàn cãi nữa. Đây là chủ đề mà thăng hoa nhất trong 5 tuần lễ thi của Bước Nhảy Ngàn Cân, phải không bạn? Làm cho các bạn thích cái thể loại này và diễn xuất được, nhảy được và tưng bừng, kịch tính. Mọi thứ đều có trong nhạc kịch. Hy vọng là các bạn phải giữ cái tinh thần này ở những cái chủ đề tuần sau dù cho nó là gì đi nữa. Mời Nu, Nu có vẻ là cười rất là tươi. Bạn có biết không, bạn như một ngôi sao vậy đó. Cái lúc mà bạn xuất hiện, từng cái bước đi của bạn, từng cái bước di chuyển của bạn, từng cái khẩu hình miệng khi bạn hát theo cái bài hát, rồi bạn diễn, bạn bắt đầu bạn bước vào bài diễn của bạn từ từ, bạn cuốn khán giả hết cái ngạc nhiên này đến cái ngạc nhiên khác. Tất cả mọi người, không phải chỉ riêng một mình Nu, đang chờ đợi xem là sẽ làm được những điều gì. Rồi đến cái lúc mà bạn leo lên ghế, rồi lúc mà bạn ẩm người bạn nam của mình, Nu hoàn toàn rất là ngạc nhiên với một người bạn vừa mới ở trên video clip. Người bạn còn rất là yếu đuối, nhưng mà ở đây thì bạn đã thật sự rất là tỏa sáng. Mẹ của bạn, nếu bạn biết được rằng bạn ở đây và tỏa sáng như thế này, chắc là cũng phần nào yên tâm, sẽ khỏe hơn thôi. Cho nên bạn cứ yên tâm nhé. Và hãy cố gắng, Nu rất là thích cái sự kiên quyết của bạn. Bạn phải kiên quyết hết mình, bước cho đến con đường cùng. Thì một khi đã đặt mục tiêu phía trước mắt thì phải đi cho đến đích. Chúc bạn may mắn và chúc bạn thành công. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Kể từ sau cái đêm đó. À, đêm nào anh? Cái đêm đó thì tôi nghĩ là các thí sinh, khán giả theo dõi chương trình cũng đều nhìn thấy là một cái sự đặc để tích tắc thôi, nó đã biến Nga Nguyễn thành một người khác ở trong mắt tôi.
Và tôi luôn chú ý và trông chờ tất cả bài biểu diễn của cô ấy. Thậm chí tôi thấy nét đẹp của Nga Nguyễn nó hiện lên rất là rõ từ từ từ. Và cái chuyên môn của Nga Nguyễn cũng lên luôn. Nó thật sự đã thay đổi rất nhiều. Chỉ tiếc là ngày hôm nay em đang từ vị trí số 2. Em nhảy chơi xuống số 9. Đây cho anh biết là vấn đề gì xảy ra với em. Thực sự em đã gặp một chút rắc rối về tâm lý và em nghĩ là nó chỉ nên xảy ra một lần mà thôi. Anh rất thích câu này của em. Cá tính lên nhờ. Tôi chết mất. Em đã trở thành một mục tiêu mới của anh Đàm Vĩnh Hưng. Anh đã quan tâm em rồi đấy. Và thường ai quan tâm thì sẽ soi nhiều hơn. Lúc đầu thì Nga Nguyễn và Duy Hải có những cái bài thi nó mờ nhạt, chán phèo luôn. Anh không nghĩ là tụi em sẽ có một sự lột xác thay đổi lớn như vậy. Và bài thi ngày hôm nay mặc dù là tâm lý, thi cuối cùng là rất là dễ bị nghĩ là ồ, mình sẽ là người tệ nhất rồi. Nhưng mà tụi em vẫn tinh thần rất vững. Đặc biệt là em đã dùng lại đúng cái chiêu mà em đã hạ gục nhiều giám khảo. Ngay cái đêm hôm đó em vào vai một diva, em đá luôn nha, em cắn môi. Thì em có biết là sau đó có một thí sinh cũng cắn môi, nhưng nó lại trễ mất rồi, nó không để lại ấn tượng lớn trong lòng tụi anh nữa. Thì lần sau lại phải là cắn lưỡi. Mình tìm cái khác mình cắn. Đó là điểm đủ để cho anh thấy là cái cảm xúc biểu diễn của em. Anh tính cái điểm nhảy riêng, còn điểm biểu diễn của em là nó khá cao luôn. Xin được hỏi một câu nó cũng khá là tế nhị ha. Bạn được quyền trả lời và được quyền không. Tại vì Thành Thành nghĩ cái điều này Thành có một cái cảm xúc riêng dành cho bạn. Thành sẽ được hỏi bạn là bạn đã yêu nhiều chưa và bạn đã có mối tình nào chưa? Tôi hỏi thật. Em chỉ yêu đơn phương ạ. Chỉ yêu đơn phương thôi. Có bao giờ có mối tình nào chưa? Chưa. Thật sự luôn á hả? Đấy, thưa quý vị thấy không? Rất là khổ cho các bạn thí sinh mà khi mà có một cái vóc dáng mà nó ngoài cỡ, rất là khó khăn để tìm cho mình một người bạn để họ có thể chấp nhận mình. Trong cái con người của bạn Nga Nguyễn này á, nó ngoài cái chữ phụ nữ ra, tôi xin phép được dùng cái từ này và quý vị đừng hiểu theo cái ý sai của nó, bạn rất là đàn bà. Đúng rồi. Thưa quý vị, đàn bà là gì? Đàn bà là một phiên bản hoàn hảo và đậm đà hơn so với phụ nữ, vậy thôi. Tôi nghĩ là anh thấy đó là chắc là yêu lâu á và yêu không được nên bạn để dành mà người ta gọi là save the best for last, để dành một lần để rồi yêu cho sướng thì thôi đó. Nha, hy vọng là cái người mà soái ca sắp tới của em sẽ là một cái người may mắn với một vóc dáng mới của Nga Nguyễn, quý vị nhờ. Mời cho. Thì cái sự yêu đó anh không phải một mình anh, nhưng mà tất cả mọi người thấy rõ ràng trong một số bài nhảy của em nha. Chính xác, vì cái bài hôm nay nè rất là hay, rất là tuyệt vời. Nu cũng nói là hôm nay em như một ngôi sao. Đó là một lý do tại sao tuần trước anh rất là thẳng với em, hơi nặng luôn. Tại vì anh hơi khó chịu, tại anh thấy và biết cái khả năng của em. Em được nhảy như vậy, cái đó là một cái em phải rất là tự hào. Nhớ nha, tuyệt vời. Tuyệt vời. Bây giờ tôi sẽ giấu là cái điểm số của cái người khó tính nhất, giấu luôn điểm số của hai người dễ tính kia luôn để cho nó bí mật ha. Thì quý vị khán giả, nếu như cảm thấy là họ sẽ được chọn là tiết mục xuất sắc nhất tuần thì quý vị hãy bình chọn BN khoảng cách 09 gửi về 8369 cho Nga Nguyễn, mỗi tin nhắn là 3.000 đồng. Cảm ơn bạn. Mời bạn về bàn cân. Quý vị và các bạn thân mến, cân nặng cũ của Nga Nguyễn là 76,2 kg, cân nặng hiện tại 74,5 kg, bạn xuống được 1,7 kg và tương đương với 2.2%. Hy vọng điểm số của bạn sẽ cao. Và thưa quý vị, 9 thí sinh đã biểu diễn. Hiện nay điểm số cao nhất thuộc về Ngọc Khánh với 13.7 và điểm số thấp nhất là bạn Tú Tố 11.7. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành.